Chào mừng các bạn đã đến với Battleground Thương Trường Kỳ Chuyện. Một ly Starbucks có giá trung bình từ 80.000 đến 100.000, trong khi mức giá trung bình của các thương hiệu khác có giá chỉ từ 30.000 đến 60.000. Đặc biệt, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, ông Hoàng Cà Phê Việt Nam còn thẳng thừng nhận xét về Starbucks như sau. Cách làm của Starbucks đang dở tệ. Họ không bán cà phê mà bán nước đường có mùi cà phê. Và tại Việt Nam, hệ thống Starbucks chỉ chiếm 1% thị phần trong ngành hàng này. Dù hiện Starbucks đang là chuỗi cà phê lớn nhất thế giới với hơn 30.000 cửa hàng trên khắp 75 quốc gia. Vậy thì điều gì đã làm nên những nghịch lý này? Trong video ngày hôm nay, Battleground sẽ bật mí cho các bạn những thông tin về hành trình vươn lên trở thành người đứng đầu và lý do Starbucks thất sủng ở Việt Nam nhé. Định vị thương hiệu theo lối đi riêng. Năm 1971, Starbucks được thành lập bởi hai giáo viên và một nhà văn tại Seattle. Starbucks khi đó chỉ là một cửa hàng nhỏ chuyên bán cà phê hảo hạng và các thiết bị xay cà phê. Trên thực tế, những mẫu cà phê pha sẵn trong cửa hàng chỉ là mẫu miễn phí tặng kèm để khuyến khích khách hàng mua hạt cà phê và các thiết bị pha. Howard Schultz, chủ tịch và giám đốc điều hành của Starbucks hiện tại, ngay khi đến Starbucks đã yêu thích cửa hàng này khi chọn được phân khúc thị trường nhỏ nhưng đầy tiềm năng. Và không lâu sau đó, ông đã trở về đầu quân cho Starbucks với vị trí giám đốc marketing. Tuy nhiên, Schultz nảy ra bất đồng ý kiến cùng với đội ngũ sáng lập khi cho rằng Starbucks nên triển khai phục vụ những món espresso theo cách của người Italia, rằng đến Starbucks phải là một trải nghiệm chứ không chỉ đơn thuần là một cửa hàng. Và điều gì đến cũng phải đến. Năm 1985, Schultz rời công ty và tự lập nên đế chế riêng của mình mang tên Isonio. Bước ngoặt của Schultz phải kể đến thời điểm tháng 8 năm 1987, Isonio đã mua lại Starbucks với giá 3,8 triệu đô. Schultz cũng đồng thời trở thành giám đốc điều hành của tập đoàn Starbucks. Vào thời điểm đó, Starbucks mới có 6 cửa hàng. Ngay khi tiếp nhận Starbucks, Howard Schultz đã nâng tầm hình ảnh của Starbucks lên vị thế biểu tượng của sự sành điệu và giàu có. Xuất phát từ quan điểm yêu thích những thứ ngoại cỡ, Everything is bigger in USA, Starbucks đã khéo léo đưa lên cách phân biệt size khá khác lạ. Khi các cửa hàng đầu tiên mở cửa ở New York sau cuộc cải tổ của Schultz, người ta lần đầu tiên biết đến khái niệm cà phê latte, cùng với việc dùng tiếng Ý để xác định kích cỡ của cốc cà phê. Điều này thì không chỉ thể hiện yếu tố kết nối cái nôi của văn hóa cà phê Ý, vốn truyền cảm hứng cho ông chủ của hãng này, mà còn có ý nghĩa kinh doanh sâu sắc hơn cả. Đó là khách hàng tin rằng cốc cà phê latte cỡ grand, tức là cỡ lớn của mình, sẽ thể hiện họ hơn người khác, thú vị hơn, giàu có hơn và sành điệu hơn. Theo tác giả Brian Simon trong cuốn sách về đế chế Starbucks, yếu tố tâm lý là lý do khiến khách hàng không ngần ngại chi ra một khoản tiền không nhỏ cho một cốc cà phê thông thường, khoảng 4 đô la. Hầu hết, mọi người có thể không mua được xe hơi BMW kép, nhưng một cốc cà phê Starbucks là biểu tượng của món hàng xa xỉ. Chưa dừng lại ở đó, Howard Schultz từng được nhiều người đánh giá là một CEO theo đuổi phong cách lãng mạn khi mang đến cho Starbucks những câu chuyện thương hiệu nhẹ nhàng, giàu tính nhân văn. Ông xây dựng Starbucks như chốn thứ ba của mỗi vị khách, một nơi nghỉ chân thú vị, đầy cảm hứng, thậm chí đôi lúc còn trầm mặc để họ thoát khỏi áp lực công việc và gia đình. Người ta đến với Starbucks là để thư giãn, để có được phút giải lao trong chuỗi ngày bận rộn, một phút hưởng thụ cá nhân. Starbucks đầu tư vào từng chi tiết nhỏ để mong muốn mang đến cho khách hàng những giây phút thoải mái nhất. Schultz cho rằng khách hàng quyết định đến Starbucks vì ba lý do sau: cà phê của cửa hàng, nhân viên của cửa hàng và trải nghiệm họ có được ở cửa hàng. Starbucks xây dựng lòng trung thành đối với thương hiệu bắt đầu từ từng khách hàng một, truyền đạt thông qua các nhân viên của mình trong bối cảnh các cửa hàng bán lẻ của công ty. Trong nhiều năm, Starbucks đã dành nhiều ngân sách để đào tạo nhân viên hơn hẳn ngân sách quảng cáo sản phẩm. Họ huấn luyện thợ pha cà phê cách giao tiếp bằng mắt với khách hàng, cách đoán trước yêu cầu của họ, cách giải thích nhiều loại cà phê khác nhau rõ ràng và dễ hiểu, và cách đền cho khách hàng không hài lòng một coupon Starbucks miễn phí thức uống. Và những điều Schultz đang làm đúc rút lại thành triết lý dốc hết trái tim, bài học mẫu cho nhiều doanh nghiệp trên thế giới học theo để nâng tầm chăm sóc khách hàng của mình. Con đường thành công không hề bằng phẳng. Chẳng có con đường nào hoàn toàn trải hoa hồng. Trên hành trình mở rộng kinh doanh của Starbucks cũng có những giai đoạn gặp khủng hoảng trên diện rộng, khiến lợi nhuận công ty sụt giảm, phải dừng kinh doanh nhiều cửa hàng, thay đổi quy trình vận hành để tối ưu chi phí. Đỉnh điểm vào năm 2008, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, sự mở rộng nhanh chóng của Starbucks đã khiến công ty mất tập trung khi biến các quán cà phê của mình thành một nơi giới thiệu, trưng bày các sản phẩm mới. Ngoài ra, Starbucks cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh từ McDonald's. Trong năm 2008, McDonald's bắt đầu bán cà phê espresso tại các cửa hàng của mình. Và ngay Schultz nhận chức một lần nữa
Với tư cách CEO sau một thời gian nghỉ ngơi, ông đã gửi một lá thư cho toàn bộ nhân viên của công ty. Ông nói, công ty phải chuyển sự tập trung của mình ra khỏi sự quan liêu và quay trở lại với khách hàng. Ông nói rõ mục tiêu của mình là giành lại sợi dây tình cảm gắn bó với khách hàng. Để giải thích cho sự sụt giảm trong kinh doanh, lãnh đạo trước đây đổ lỗi cho nền kinh tế và chi phí giá vốn cao hơn từ đầu vào nguyên liệu sữa. Và họ cũng tuyên bố đây là một lý do để tăng giá. Tuy nhiên, trước lại có quan điểm hoàn toàn khác về vấn đề này. Starbucks không hề tăng giá sản phẩm dù đang gặp khó khăn vô cùng. Công ty không nên đổ lỗi cho nền kinh tế. Chi tiêu lớn nhất của Starbucks cho việc mở rộng đã tạo ra một bộ máy quan liêu che giấu các vấn đề của nó. Sự thay đổi của chiến lược tiếp cận được bắt đầu với các công việc như làm lại bố cục cửa hàng. Starbucks đã sớm bắt tay vào chiến lược định hướng công nghệ, một môi trường nơi mà nhân viên có thể suy nghĩ tự do về tổ chức và được thúc đẩy tạo điều kiện cho việc đóng góp về mặt chiến lược và ý tưởng. Kết quả là một nền tảng có sự tham gia của cộng đồng đã được phát triển. Vào tháng 3 năm 2008, nền tảng My Starbucks Idea đã được kích hoạt để khách hàng trao đổi ý tưởng với nhau cũng như trực tiếp với công ty. Là một phần của nền tảng, khách hàng có thể đưa ra ý kiến, phản hồi về mọi thứ như sản phẩm, dịch vụ, cách sắp xếp, trưng bày tại cửa hàng, quảng cáo, trách nhiệm xã hội của công ty, âm nhạc tại cửa hàng và nhiều thứ khác. Hơn 93.000 ý tưởng được chia sẻ bởi khoảng 1,3 triệu người dùng trên phương tiện truyền thông xã hội và lượt xem trang trên mỗi tháng tăng lên 5,5 triệu. Sau cuộc khủng hoảng đó, Starbucks đã phải xây dựng lại những mối quan hệ khách hàng của mình và cho thế giới thấy rằng họ đã quan tâm đến chất lượng và tính nhất quán. Công ty cũng phải hỗ trợ thúc đẩy yếu tố vị tha thương hiệu như xây dựng cộng đồng và quan tâm tới môi trường. Thông qua My Starbucks Idea, khách hàng đã có một liên kết trực tiếp với trụ sở của công ty. Và tất nhiên, Starbucks đã lắng nghe. Rất nhanh, sự phổ biến của Starbucks đã sớm trở thành một tài sản khi khách hàng từ khắp nơi trên thế giới có cơ hội kết nối với nhau, sinh ra những cộng đồng có cùng chung chí hướng như nhóm Wi-Fi miễn phí, nhóm đậu nành, nhóm thoải mái hay những người yêu thích Frappuccino. Starbucks hiện nay đã thắng lợi trên con đường chinh phục lại trái tim khách hàng. Starbucks đã cứu vãn cổ phần của Starbucks tăng lên đến 1.140%. Từ con số khiêm tốn 17 cửa hàng vào năm 1987, ngày nay Starbucks đã có tới hơn 30.000 cửa hàng trên khắp 75 quốc gia. Hãng này hiện có doanh số 22,4 tỷ đô và giá trị vốn hóa ở mức 84 tỷ đô. Hình mẫu về mối quan hệ với nhân viên. Chuck nhận định cốt lõi của triết lý dốc hết trái tim đến từ chính nhân viên của cửa hàng. Starbucks luôn được nhắc đến là một ví dụ điển hình cho các doanh nghiệp khi chăm lo cho phúc lợi của nhân viên và đưa họ trở thành những người phục vụ tận tâm, hết lòng vì khách hàng. Ngay cả với các nhân viên bán thời gian tại Mỹ thì cũng luôn có cơ hội nhận cổ phiếu và bảo hiểm của công ty. Vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế, khi các công ty bán lẻ sa thải hàng loạt nhân viên, Starbucks thì vẫn kiên trì đầu tư vào huấn luyện kỹ năng cho nhân viên của mình, bao gồm các khóa pha chế và thậm chí những môn học có thể đổi thành tín chỉ ở nhiều trường đại học tại Mỹ. Năm 2008, Howard Schultz đã đóng cửa tới hơn 600 cửa hàng cà phê, nhưng đồng thời thì vẫn giữ phúc lợi cho nhân viên của mình. Đặc biệt, Starbucks đã cắt giảm tới 600 triệu đô khi nghiên cứu kỹ lại các quy trình kỹ thuật của công ty và tăng hơn 300 triệu đô cho bảo hiểm y tế của nhân viên. Trên khắp thế giới, không có nhiều doanh nghiệp làm được điều ngoài sức tưởng tượng như thế này dành cho nhân viên của mình. Starbucks tiếp tục tạo nên một làn sóng lớn trong cộng đồng LGBT. Hãng cà phê sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí cho nhân viên của mình nếu có nhu cầu chuyển đổi giới tính. Trong tình hình, hầu hết các cơ sở y tế cho rằng phẫu thuật thay đổi giới tính là một dạng thẩm mỹ và bảo hiểm y tế thì không được phép chi trả cho quá trình phẫu thuật. Vào tháng 7 năm 2016, Schultz tiếp tục tiến thêm một bước nữa trong việc nâng cao lợi ích cho nhân viên bằng cách tăng lương ít nhất 5% cho hơn 150.000 lao động tại Mỹ. Động thái này thì một lần nữa khẳng định vị thế của Starbucks trong nền kinh tế dịch vụ, nơi mà sự cạnh tranh về lao động đang ngày càng tăng. Mục tiêu cuối cùng của Schultz tại Starbucks là sử dụng nền tảng toàn cầu của mình để tạo ra nhiều mục tiêu tốt đẹp cho thế giới. Những động thái này của Starbucks nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ phía nhân viên của mình và ghi điểm trong mắt công chúng về một doanh nghiệp tôn trọng nhân viên, hướng đến những mục tiêu cao đẹp cho xã hội. Starbucks thất sủng tại thị trường Việt Nam. Dù có chiến tích huy hoàng tại thị trường quốc tế, thế nhưng ông hoàng cà phê này thì vẫn đang phát triển dè dặt tại thị trường Việt Nam. Khi mà sau 6 năm tiến vào thị trường, doanh thu 2009 của Starbucks là 780 tỷ đồng. Đứng sau công ty dẫn đầu thị trường là Highland Coffee với 2,2 nghìn tỷ và The Coffee House với 863 tỷ đồng. Ngoài ra, một điểm khác biệt lớn so với những chuỗi cà phê nội là tỷ lệ biên lợi nhuận gộp của Starbucks thấp hơn hẳn, chỉ đạt khoảng 19% so với mức 35% của Phúc Long.
ngưỡng 60-70% của Highland và The Coffee House. Vậy thì nguyên nhân gì đã khiến cho Starbucks phát triển rẻ chừng như vậy? Lý do thứ nhất chính là truyền thống và văn hóa cà phê đặc biệt ở Việt Nam nói chung, được coi như một phần không thể thiếu ở cuộc sống. Những quán cà phê Việt Nam xuất hiện ở mọi ngõ ngách. Tuy nhiên, thị phần cà phê ở Việt Nam thì rất đa dạng, với những cửa hàng gia đình, quán cà phê độc lập chiếm thị phần lớn. Thậm chí, cả 5 chuỗi cà phê lớn nhất Việt Nam cũng chỉ chiếm 15,3% thị phần. Trong đó, Highland đứng đầu với 7,2%. Điều này cho thấy những quán cà phê truyền thống vẫn là lựa chọn tối ưu với lượng lớn người tiêu thụ cà phê ở Việt Nam. Lý do thứ hai, truyền thống và thói quen uống cà phê của người Việt Nam gắn liền với cà phê Robusta, trong khi Starbucks chỉ phục vụ Arabica với mùi vị nhẹ nhàng hơn nhưng có giá thành đắt hơn. Robusta rẻ hơn Arabica do không đòi hỏi quá trình sản xuất quá đặc biệt. Ở Việt Nam, Robusta hiện nay chiếm 97% tổng sản lượng cà phê. Lý do cuối cùng liên quan đến giá thành. Theo nhiều thống kê, người trẻ Việt Nam dành $40 một tháng để ăn uống bên ngoài. Cà phê thì lại không phải là món uống chủ đạo và được yêu thích nhất với nhóm khách hàng tiềm năng này. Nếu so sánh với một số chuỗi cà phê mới nổi theo concept của Starbucks như Highland hay The Coffee House, thì Starbucks có nhiều điểm bất lợi khi cùng cung cấp trải nghiệm nhưng không phục vụ đồ uống phù hợp với khẩu vị địa phương. Trong khi Highland hay The Coffee House, sản phẩm đồ uống đa dạng, bao gồm cả hai loại cà phê Arabica và Robusta với giá thành thấp hơn từ 30-50% so với Starbucks. Thế nhưng dù thị phần chưa cao, nhưng Starbucks thì vẫn có chỗ đứng riêng của mình tại thị trường Việt Nam và được dự đoán sẽ có nhiều bước phát triển mới để chiếm lĩnh thị trường và chinh phục trái tim khách hàng. Trên đây là toàn bộ câu chuyện về Starbucks. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem xong video này? Hãy cùng để lại comment để chúng ta thảo luận nhé! Đây là Battle Cry Thương Trường Kỳ Chuyện, nơi có những câu chuyện thú vị nhất về thế giới kinh doanh mà chắc chắn là bạn sẽ thích. Một dự án mới của Battle Cry Team. Hy vọng rằng bạn sẽ ủng hộ nó như Battle Cry Người Kể Sử và Battle Cry Khám Phá Thế Giới nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!